Xin chào tất cả quý vị. Tôi thì cái quan hệ của người họ Mai chung với anh Mai Quốc Bình, còn riêng với Phan Đình Tuệ với tôi thì chúng tôi đã có hơn 20 năm làm bạn và sinh hoạt với nhau trong Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Và tiện ở đây thì cũng xin nhắc lại là cái trên màn hình đó, cái danh xưng Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam của tôi là nó đã chấm dứt từ năm 2014 rồi ạ, cách đây đúng 10 năm. Có nghĩa là thế hệ của tôi với Tuệ không còn là những người trẻ nữa. Hôm nay thì từ lời mời của anh Bình, tôi với anh Tuệ rất là vui được có mặt ở đây. Thông thường đó thì chúng tôi tham gia hoặc là đóng góp vào những cái hội thảo như thế này đó, thì tôi sẽ có một cái bài trình bày mang cái tính chất quản trị chuyên sâu, vượt ra ngoài cái khuôn khổ thông thường của các bài học về quản trị tại Việt Nam. Nhưng mà chiều hôm nay đó, với cái khán phòng rất là rộng như thế này và số lượng tham dự của quý vị rất là đông như thế này đó, thì tôi nghĩ là một cái bài trình bày như vậy có thể nó không đáp ứng đúng nhu cầu của quý vị. Thay vào đó thì cho phép tôi được rút tỉa từ cái đời hoạt động kinh doanh của mình, từ những cái bài học mà tôi đã được học được của những vị doanh nhân lớn hơn mình, một vài cái kết luận ngắn, một vài cái tổng hợp, để từ đó mọi người có thể dễ nhớ và nếu mà có thể áp dụng được một chút nào đó trong quá trình quý vị điều hành hoạt động kinh doanh của mình đó, thì như vậy là tôi đã cảm thấy tôi đóng góp được một chút gì thật là vui trong cuộc đời của quý vị, cũng như cho buổi chiều ngày hôm nay của Thế Giới Giấy rồi. Mong là quý vị sẽ đón nhận cách làm của chúng ta chiều hôm nay là như vậy. Cũng xin nói thêm một chút đó là tôi làm kinh doanh cho tới giờ này là đã được 36 năm. Trong đó thì có 10 năm đi làm thuê và 26 năm làm cho mình. Và trong suốt cái khoảng thời gian 36 năm đi làm đó, thì tôi luôn thấy mình là một người, như lời của anh Bình hồi nãy đó, là một học trò của nghề quản trị. Và cái nghề đó là một trong những cái nghề thú vị nhất mà chúng ta có thể đeo đuổi trong cuộc đời của mình. Tôi tin là hầu hết quý vị đang ngồi trong khán phòng ngày hôm nay đều là những người có gắn bó tới công tác quản trị. Và cái việc làm quản trị đó, kiến thức trong nghề quản trị đó, nó thay đổi liên tục. Và đó là lý do mà chúng ta cần học. Dùng chữ phải thì e là nó hơi quá đáng. Nhưng nếu chúng ta không tiếp tục nâng tầm kiến thức của mình, thì rất khó để chúng ta có thể thích ứng với môi trường kinh doanh mới, với vô vàn điều mới, với rất nhiều công nghệ mới. Và do vậy mà mỗi một ngày qua, nếu quý vị cho rằng mình là người làm quản trị và mình tăng được cho mình một chút kiến thức nào, thì đó là cách để chúng ta biến mình trở thành những người làm quản trị tốt hơn. Cũng với tinh thần như vậy thì tôi đến đây để chia sẻ. Cho nên khi mà tôi xong cái phần trình bày ngắn của mình, thì sẽ có cái phần giữa anh Tuệ và tôi trao đổi một vài cái thông tin thêm chung. Và đến cái phần mà chúng ta trao đổi với nhau đó, thì rất mong là tôi sẽ được nghe nhiều từ phía quý vị, chứ không phải chúng tôi đến đây chỉ để nói. Và từ đó thì tôi cũng mong tôi sẽ học ngược lại từ quý vị những cái thông tin trong ngành nghề của quý vị có thể giúp cho quý vị cuộc đời làm quản trị của chúng tôi, của cá nhân tôi, nó cũng thêm thông tin, thêm giá trị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử làm quen với một vài cái rút tỉa, cái tổng kết như tôi đã nói đó, về cái cách mà chúng ta đang quản trị công việc của mình hàng ngày, quý vị nha. Quý vị sẽ cùng tôi đọc thật là chậm những cái câu xuất hiện trên màn hình nha, xem như chúng ta là đang dẫn dắt cái câu chuyện kinh doanh của mình theo cách như thế nào. Tôi bắt đầu bằng cái chữ giấy, bởi vì nghề giấy là nghề của anh Bình. Và trong tiếng Anh nó có chữ paper cut, cắt giấy, là những cái việc vô cùng nhỏ. Và thường việc cắt giấy là việc của các nhân viên văn phòng. Còn nhiệm vụ của chúng ta là làm những việc lớn hơn việc đó. Và nói tóm lại trong nghề quản trị đó, thì nếu cái gì mà cấp dưới chúng ta làm được, thì chúng ta đừng bao giờ đụng tay vào. Và nghề quản trị là nghề làm những việc mà những nhân viên bên dưới mình không thể làm. Chúng ta chỉ tập trung vào những cái việc như vậy thôi. Còn nếu tự tay chúng ta lại làm những việc vặt, thì chúng ta không phải là làm quản trị. Thì lưu ý với rất nhiều quý vị là cho rằng là mình phải tự tay làm hết mọi việc, thì mình mới biết được cái việc kinh doanh của mình, mới nắm bắt được toàn bộ chi tiết. Hai cái việc đó khác nhau. Nắm bắt, theo dõi, quan sát số liệu, quan sát cách hành động, cách làm việc của nhân viên mình là một việc. Nhưng tự tay chúng ta đi làm những việc vặt thì chúng ta đang rất là gây mất mát về mặt nguồn lực cho chính công ty của chúng ta. Do vậy chúng ta chỉ tập trung vào việc lớn thôi quý vị nha, không đụng với những việc cắt giấy, những việc nhỏ như vậy.
Cái câu khẩu hiệu của anh Bình á, của Thế Giới Giấy, Smooth Paper for Smooth Life, tôi không biết là dịch tiếng Việt của cái câu này ra nó như thế nào. Nhưng mà cái smooth life của người làm quản trị nó phải đến bằng việc smooth leadership. Chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta nhẹ nhàng, công việc của chúng ta thảnh thơi, thì công việc đó đó nó đòi hỏi rất là nhiều lòng can đảm và sự hy sinh. Và nếu nói làm quản trị mà làm dễ thì chắc ai cũng đi làm kinh doanh thành công hết rồi. Tôi luôn luôn có một chút nhạy cảm khi mà người ta nói là làm giàu không khó. Bởi tôi thấy việc đó vô cùng khó. Và chắc những ai làm quản trị như các quý vị ngồi đây cũng đã thấy việc đó vô cùng khó. Mà để làm cho cái cuộc đời lãnh đạo của mình, cho công việc của mình nó được nhẹ nhàng, nó được thanh thản, nó được trôi qua một cách thoải mái để quý vị còn có thể ngủ được đó, thì rất đòi hỏi là có nhiều sự hy sinh, rất nhiều sự can đảm. Và nhiều khi là chúng ta phải cứng rắn hơn mức cần thiết của một con người bình thường mới mong chúng ta thành công được. Đương nhiên là trong lãnh đạo người ta tách thành ba dạng. Có người lãnh đạo bằng tâm, rất là dễ thương, rất là hiền hòa với mọi người. Có người khác là lãnh đạo bằng trí, sử dụng tri thức của mình để ra quyết định, nhưng có thể là cái tâm người ta không được nhẹ nhàng lắm. Và cái dạng lãnh đạo thứ ba là lãnh đạo bằng trí, ép buộc mọi người phải đi theo tính của mình, bằng cách của mình, và đôi khi là gây áp lực quá đáng lên người lao động của mình. Người làm lãnh đạo tốt nhất nên có đủ cả ba yếu tố này một cách cân bằng với nhau, tâm, trí và ý chí. Nhưng nếu mà chúng ta cứ để mọi chuyện hết sức công bằng, ba yếu tố đó đều ngang như nhau, thì coi chừng có khi là chúng ta lại không quyết liệt đủ để dẫn dắt đội ngũ chúng ta đi. Và có đôi khi cách làm như vậy không tạo được cái vai trò cực kỳ quan trọng của người lãnh đạo cao nhất, dẫn dắt cả một cái cuộc chơi lớn với toàn bộ đội ngũ đứng sau mình, đi cùng với mình trong một mục đích thống nhất. Và do vậy, rất là mong quý vị có can đảm để làm chuyện lớn, không xen vào chuyện vặt. Và nếu quý vị có một chút cứng đầu, một chút khó chịu, một chút lì lợm, thì với tôi việc đó là hết sức bình thường. Và thực sự là chúng ta cần như vậy. Một cái điều mà tôi thường thấy, nhất là gửi các bạn doanh nhân trẻ sau khi khởi nghiệp được vài năm, có một cái quá trình kinh doanh tương đối thành công đó, mà các bạn có khuynh hướng nâng mình lên quá cao, các bạn có khuynh hướng coi mình trở thành người quan trọng, và các bạn có khuynh hướng cho rằng mình làm việc gì cũng sẽ làm được tốt. Nhưng mà cuộc đời nó không phải là như vậy. Khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta vượt được một cột mốc nào đó, thì có thể cột mốc đó chỉ vừa đủ để chúng ta chăm sóc cho cái gia đình nhỏ của mình thôi. Bước lên được một cột mốc cao hơn, quý vị sẽ có thể chăm sóc được người lao động của mình thật tốt. Rồi sau đó, còn cả cộng đồng xung quanh chúng ta đi rộng hơn, còn cả đất nước và dân tộc của chúng ta, và cuối cùng là đi tới phụng sự nhân loại. Những cái bước tiến như vậy đòi hỏi chúng ta phải tự nâng mình lên, và đòi hỏi chúng ta phải so sánh được chúng ta với những người tốt nhất, những người giỏi nhất của thế giới này. Và cái điều đó không cho phép chúng ta bao giờ ảo tưởng về sức mạnh riêng của cá nhân chúng ta. Không bao giờ được ảo tưởng là chúng ta là người thật giỏi, thật là thành công. Chuyện đó không hề xảy ra. Bất kỳ ai trên thế giới này chỉ có thể giỏi được trong một ngày, một tháng, một năm nào đó là đã quá mức rồi. Giả sử là quý vị có thể đạt đến cái tầm cao nhất thế giới đó, do đó đừng quá coi trọng mình, luôn giữ được sự khiêm tốn hết sức trong lòng mình. Và mang cái sự khiêm tốn, cái sự chân thành đó đối xử với tất cả con người xung quanh mình, bao gồm gia đình, nhân viên và xã hội. Đừng bao giờ coi mình là một nhân vật thành đạt, để rồi chúng ta có cách ứng xử khác người, tạo ra cho chúng ta một cái phong thái nó cách biệt hẳn với những người còn lại. Khi đó thì khả năng tiếp thu kiến thức và khả năng phát triển của quý vị sẽ dừng lại và thậm chí thụt lùi. Người ta thường nói là cái ông làm giám đốc á, là đốc người ta làm nhưng không dám làm. Hoặc là nhiệm vụ của người đứng đầu doanh nghiệp là nghĩ ra chuyện khó để nhân viên mình làm chứ mình không làm. Chúng ta có thể làm được như vậy không ạ? Rất khó. Và nếu chúng ta không tự tay dẫn dắt những câu chuyện khó khăn nhất, thì bộ máy của chúng ta đánh giá chúng ta là người ra sao. Do vậy,
Mà khi có những vấn đề lớn nhất, khó nhất đặt ra trong từng doanh nghiệp, thì cái người nên đứng ra đảm nhiệm những việc khó nhất đó, hoặc ít nhất là chịu trách nhiệm cùng với đội ngũ giải quyết những việc khó khăn nhất đó, chính là người lãnh đạo cao nhất, không phải là ai khác hết. Đẩy cái việc khó đi cho người khác để mình ngồi mình làm chuyện dễ không phải là vai của người lãnh đạo. Và đã là doanh nhân, đã làm quản trị mà chúng ta không dám đương đầu với những chuyện khó bởi chính chúng ta, thì chúng ta cũng không đang làm quản trị tốt. Khi mà chúng ta quan hệ với khách hàng của chúng ta, các đối tác của chúng ta, thậm chí là cổ đông của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là không phải việc gì chúng ta cũng giữ y được một cái quyết định ban đầu mà nó đúng, mà nó tạo ra hiệu quả. Mọi việc đều thay đổi theo thời gian. Hoàn cảnh của ngày hôm nay khác với hoàn cảnh của ngày mai. Và ngày mốt nó tiếp tục khác nữa. Nếu chúng ta vẫn giữ y những cái quyết định ban đầu chúng ta không hề thay đổi đó, thì coi chừng chúng ta bị lạc hậu. Chúng ta không đủ thông tin ra quyết định khi môi trường bên ngoài thay đổi. Chúng ta không thay đổi làm về mục đích, không thay đổi về tầm nhìn, không thay đổi về sứ mệnh, không thay đổi về những giá trị cốt lõi. Còn việc chúng ta thay đổi các quyết định của hàng ngày đó là việc hết sức bình thường. Và đừng coi đó là một con người không đàng hoàng. Đừng coi đó là không nhất quán trong hành động. Hai việc này khác nhau quý vị nha. Và chúng ta phải biết phân biệt được việc đó. Tôi nhắc lại những cái gì thuộc gì tôn chỉ hoạt động. Những cái gì là tạo nên giá trị của doanh nghiệp chúng ta thì có thể chúng ta không thay đổi. Mà thông thường đó, ngay cả những giá trị đó cũng chỉ mang tính thời gian. Hôm nay chúng ta đặt tầm nhìn như thế này, ngày mai chúng ta thấy chúng ta có thể làm được nhiều hơn, chúng ta có thể đặt một tầm nhìn cao hơn nữa. Dù là sứ mệnh có thể không thay đổi, hôm nay chúng ta thấy những giá trị cốt lõi này là phù hợp với doanh nghiệp chúng ta. Sau một giai đoạn phát triển, chúng ta thấy cần bổ sung hoặc thay đổi thêm những cái giá trị cốt lõi khác, chúng ta cứ thêm vào. Không có chuyện gì bất biến cả, miễn cuối cùng là chúng ta tạo được giá trị cho chính chúng ta, cho cổ đông, cho người lao động và cho xã hội là phù hợp. Việc chúng ta thay đổi quyết định là việc nên được coi là hết sức bình thường. Tôi nói câu này nhưng mà chưa chắc tôi làm được. Đơn giản là bởi vì khi quý vị hoạt động doanh nghiệp đến một tầm mức nào đó, quý vị lại tham gia vào những cái vai trò xã hội khác, làm những công việc xã hội để góp ích lại cho đời. Và khi đó, những cái vai trò xã hội đó đề nghị quý vị phải xuất hiện ở công chúng, phải đấu tranh cho cái quyền lợi trong vai trò của một người làm công tác xã hội. Khi đó thì có thể chúng ta phải có mặt ở truyền thông nhiều hơn, ra ngoài tham gia các cái sinh hoạt của cộng đồng nhiều hơn. Nhưng nói chung, trong vai trò của một nhà quản trị, trong vai trò của một lãnh đạo doanh nghiệp, thì việc mà chúng ta sống kín đáo, nhất là trong môi trường ở Việt Nam, là việc vô cùng quan trọng. Đừng cố gắng tạo cho mình một cái danh tiếng mà chúng ta phải gồng gánh để theo đuổi, để phải bổ sung, để phải biện minh cho mình hàng ngày. Vì đó gây tổn hao vô cùng lớn năng lượng của quý vị và không tạo ra đủ sự tập trung để điều hành doanh nghiệp của mình. Chúng ta nói với nhau từ đầu đó là việc học tập không ngừng là một trong những cái tiêu chí quan trọng nhất của một người làm quản trị, của việc làm lãnh đạo. Nhưng việc học đó không phải để chúng ta copy nguyên cái thiên hạ đang làm và chúng ta làm y chang như vậy, mà luôn luôn có sự điều chỉnh thích ứng với môi trường làm việc trong chính tổ chức của mình, trong công ty của mình. Không ai vẽ được con đường cho chính mình đi. Nếu mình là người làm lãnh đạo cao nhất, nếu mình là người quản trị tốt, thì mình phải tự vẽ ra con đường của mình. Ai cũng có thể đi Hà Nội bằng quốc lộ 1 hay là bay trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Sài Gòn ra Hà Nội. Nhưng cái ghế ngồi của chúng ta khác. Chúng ta suy nghĩ gì trên con đường đó khác với người ngồi bên cạnh. Dù trong cùng một chuyến bay, trong cùng một chuyến xe, luôn luôn có con đường của mình, luôn luôn có cách nghĩ riêng của mình. So sánh là đương nhiên,
đối xứng, đối chiếu với người khác là đương nhiên, để chúng ta hoàn thiện cách làm, cách nghĩ, cách thực hiện của mình. Nhưng phải là con đường riêng của mình. Đừng bắt chước y chang con đường của ai khác. Bởi vì họ có con đường riêng của họ, họ có hoàn cảnh sống riêng của họ, họ có những nguồn lực khác hẳn của chúng ta. Và nếu chúng ta không tạo ra được con đường riêng của mình, chúng ta không có sự độc đáo nào của riêng mình, thì chúng ta cũng không truyền được cảm hứng cho những thế hệ đi theo mình để làm những việc lớn hơn, quý vị ạ. Tôi có tham gia vào việc xoay chuyển tình thế của một vài doanh nghiệp gặp khó khăn trên thị trường. Và tôi làm việc đó bằng tấm lòng của mình với những bạn bè mình trong kinh doanh đang gặp khó khăn thôi. Quý vị đã từng nghe những câu chuyện của bồn nước toàn Mỹ, giấy Sài Gòn, hay hiện tại là gỗ Trường Thành chẳng hạn. Và đứng trong cuộc xoay chuyển những cái doanh nghiệp như vậy là bởi vì tôi có niềm tin là tôi xoay chuyển được. Tôi đưa những cái doanh nghiệp khó khăn đó sống lại, phát triển được. Không bao giờ trong quản trị có câu nói là không có cửa, không có cách, không còn con đường nào khác. Không bao giờ có chuyện chúng ta chấp nhận đầu hàng, bởi vì luôn luôn có cách làm trong bất kỳ tình huống nào, thưa quý vị. Và cái cách dễ nhất để suy nghĩ về việc này là nếu tự thân chúng ta không thể giải quyết vấn đề của chính mình, thì chúng ta luôn có những người anh em, có bạn bè, có cộng đồng. Cũng vì vậy mà vai trò của việc kết nối, giao tiếp, học hỏi, tìm thầy luôn luôn có vai trò rất lớn, để chúng ta luôn có những cái nguồn lực hỗ trợ chúng ta. Nhắc lại, trong kinh doanh không bao giờ có chữ không có cửa, không có cách, không có con đường. Luôn luôn có cách, quý vị ạ. Do đó những quý vị nào đang ngồi đây mà cảm thấy công việc của kinh doanh của mình đang gặp khó khăn vô cùng, cảm thấy chúng ta không có đường ra, thì đừng tuyệt vọng. Bởi vì chúng ta luôn luôn có những cái hỗ trợ khác mà có thể chúng ta đang không tìm đến, chúng ta không dựa vào, hay là chúng ta không mạnh dạn bước ra khỏi cái tôi của mình để đi xin hỗ trợ, để được giúp đỡ, để chúng ta có thể suy nghĩ những cách làm khác giải quyết cái khó khăn đó. Ngày xưa khi quý vị đi học viết văn á, cũng như tôi đi học, sẽ có một giai đoạn trong đời chúng ta cố gắng dùng những từ thật là kêu xa, dùng những từ thật là đẹp và thậm chí là khó hiểu. Và chúng ta sẽ cố gắng viết thật dài để trải hết lòng mình ra. Càng nhiều việc, càng trưởng thành, càng thành công, thì quý vị sẽ tập viết ngắn trở lại, ngắn trở lại, ngắn trở lại, nhưng mà luôn luôn đầy đủ ý nghĩa. Cũng như vậy, khi cái doanh nghiệp chúng ta còn ở quy mô tương đối nhỏ, một ngày quý vị có thể họp 2 cuộc, 3 cuộc, 4 cuộc. Khi quý vị lên một tầm nhất định nào đó, thì những cuộc họp với đối tác bên ngoài, chúng ta sẽ cố gắng giữ trong tối đa 1 giờ. Những cuộc họp trong nội bộ, chúng ta sẽ cố gắng không ngồi, họp đứng trong 15 phút. Thì như vậy, quý vị sẽ thấy một ngày chúng ta có thể thực hiện được gần 20 cuộc họp, có thể giải quyết được 20 vấn đề khác nhau. Bởi vì chúng ta luôn học tăng năng suất lao động của mình. Và cái cách làm như vậy giúp chúng ta có thể nói được tất cả những chuyện phức tạp bằng những cái cách dễ dàng, đơn giản, dễ hiểu với tất cả mọi người. Do đó đừng cố gắng thấy thiên hạ sử dụng những cái từ hết sức là hay ho, rinh cái chữ đó về nhà mình và tự mình sử dụng, nhưng nó lại gây tốn thời gian. Dứt khoát là không nên. Tôi để ý có rất là nhiều từ mà ngày hôm nay mọi người đang sử dụng rất thừa. Trân quý, an yên đều là những từ gây thừa. Chỉ một từ là đủ. Tương tự như vậy, nếu quý vị viết một cái email, gửi một tin nhắn cho một ai đó trong cộng đồng kinh doanh của mình, cái việc có thể diễn đạt được trong 5 từ thì cố gắng diễn đạt trong 5 từ thôi, vẫn đủ sự lịch sự cần thiết và mang được đúng ý nghĩa cần thiết. Chứ chúng ta không cố gắng viết dài. Và như vậy, nếu mà chúng ta tập giải thích được tất cả các chuyện xung quanh mình
một cách đơn giản bằng những từ ngữ dễ hiểu nhất, thì chúng ta đang tập tăng năng suất làm việc của chính mình lên. Bao nhiêu người trong quý vị hiểu vấn đề là nếu chúng ta tiếp tục tăng lương người lao động của mình mỗi năm 10%, thì chúng ta lấy cái gì để bù cho sự tăng lương 10% đó? Câu trả lời duy nhất là chúng ta phải tăng được năng suất của người lao động của mình ít nhất 10% thì mới có cái phần bù vào lương đó. Và do vậy nếu chúng ta không tăng được năng suất bằng cách đơn giản hóa mọi chuyện, không tăng được thu nhập của doanh nghiệp bằng cách đơn giản hóa, tự động hóa, quy trình hóa rất nhiều công việc của chúng ta hàng ngày, chúng ta không tăng được cái năng suất đó, không giải quyết đơn giản hóa được mọi chuyện, thì chúng ta tự làm cho cuộc đời chúng ta rối rắm hơn và chúng ta không thể trở thành những nhà quản trị tốt được, hiệu quả được. Tôi nói việc này sẽ có nhiều bạn không tin, và thực ra câu này không phải là của tôi, câu này là của Elon Musk. Và ông ta tin là ông ta có thể làm được bất kỳ ngành nghề nào, bất kỳ lĩnh vực nào, nếu tự tay ông ta đi học và đi làm việc đó trong 6 tháng. Cũng chính vì vậy mà người của Elon Musk buộc phải làm rất là nhiều việc mới, hoàn toàn mới. Nhưng họ có đủ niềm tin là vì nếu họ chấp nhận dấn thân học, thì trong 6 tháng tự làm, tự học đó, họ sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Và với những công nghệ của ngày hôm nay, tôi cam kết với quý vị là việc này có thể thực hiện được. Quý vị có tin là nếu mọi người trong khán phòng này đó mà đã sử dụng trợ lý ảo bằng trí tuệ nhân tạo, thì quý vị sẽ thấy là mình có thể xử lý được thông thường cho một doanh nhân lớn khoảng 200 email của một ngày đó. Trước kia quý vị có thể mất ít 2 tiếng đồng hồ để xử lý 200 cái email đó. Thì với trợ lý ảo AI, quý vị có thể xử lý được chuyện đó trong vòng 15 phút. Thử tìm cách để nâng cao năng suất của chính mình lên. Và thử tìm cách để cho mình giỏi lên về công nghệ, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Không phải nghe lại từ nhiều nguồn khác nhau để rồi phân vân, để rồi băn khoăn không biết là nên đi theo hướng nào. Quý vị đều ở độ tuổi còn học được hết. Tôi đi học hàng ngày, ở tuổi tôi, thì tôi tin là hầu hết quý vị trong khán phòng này, mà tôi đa số tôi nhìn thấy là nhỏ hơn tôi, trẻ hơn tôi, đều có thể học được những cái việc mới đó hết, để chúng ta chuẩn bị cho một tương lai nặng nề hơn về tri thức và công nghệ, hơn là cách chúng ta vẫn đang làm hiện nay. Quý vị có thường gặp những cái nhân vật như thế này ở ngoài đời không ạ? Nói tới bất kỳ chuyện gì thì những người đó cũng có thể nói tràn ngang đại hải. Nói cái gì họ cũng biết. Nêu bất kỳ cái tên nào họ cũng biết. Nhưng mà khi chúng ta hỏi sâu vào một vấn đề thì họ không biết. Thì những người như vậy là những người biết rất là rộng, nhưng mà cái độ sâu nó chỉ biết như đây thôi. Thì luôn luôn nghi ngờ những người như vậy, quý vị ạ. Bởi vì họ không thể là một chuyên gia. Mà cái thời của chúng ta mà chúng ta không tự biến mình thành một chuyên gia trong bất kỳ một lĩnh vực nào đó, thì chúng ta trở thành một người có thể bị loại đi ra khỏi cái xã hội làm việc này. Trong bất kỳ một công ty nào đó, khi chúng ta đã tăng trưởng đến mức độ nào đó, thì sẽ có những lớp người không theo kịp. Chúng ta gọi đó là những công thần. Họ có thể đi theo, gắn bó với chúng ta một giai đoạn rất là sát, làm được nhiều điều tốt. Nhưng mà đến một cái ngưỡng nào đó thì cái năng lực của họ chậm trần. Và nếu những người đó còn tiếp tục chịu học, thì chúng ta vẫn có thể tự tin là có thể bố trí được những việc khác phù hợp cho họ hơn. Nhưng mà lại có những người hài lòng với cuộc sống của mình rồi, thấy như vậy là đủ rồi, thì tốt nhất nên đưa họ ra ngoài bộ máy quản lý của chúng ta. Vì nếu không, họ trở thành những người cản trở những lớp đàn em bên dưới chịu học, chịu làm, chịu phấn đấu hơn, nhưng lại không có cơ hội ngoi lên. Và như vậy thì chúng ta đang không làm tốt vai trò của lãnh đạo, không cho những người trẻ giỏi muốn dấn thân, muốn phấn đấu có cơ hội để vươn lên cao. Cố gắng dẹp hết những công thần đó ra, quý vị ạ, không có con đường nào khác.
Đọc kỹ câu này giùm tôi. Và nhớ là trong doanh nghiệp của mình đó, chuyện gì cốt lõi là chuyện của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể đi thuê chuyên gia về rất nhiều lĩnh vực khác nhau giúp chúng ta, để chúng ta có được cái cách giải quyết tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, tốn chi phí bình thường. Nhưng đó là những chuyện bên lề của cái công việc chính, công việc lõi chúng ta. Còn nếu cái công việc lõi đó mà chính chúng ta không nắm được, không tự mình xử lý được, thì các bạn không đang làm quản trị. Các bạn không phải là nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Người làm lãnh đạo doanh nghiệp, dù theo bất kỳ ngành nghề nào, phải chắc chắn nắm được cốt lõi của vấn đề kinh doanh trong doanh nghiệp của mình, và không có cách nào khác. Như tôi nói đó, cách họp tốt nhất của chúng ta trong nội bộ. Nếu quý vị mà có những vấn đề phức tạp hơn, tùy tính chất của cuộc họp hàng ngày để giải quyết việc hàng ngày thì nên chỉ 15 phút. Họp hàng tháng có thể kéo dài được 1 giờ. Hàng quý có thể 1 buổi. Còn họp hàng năm để làm kế hoạch, thậm chí chúng ta có thể họp 3 ngày ở một cái nơi nào đó ngoài cái phạm vi doanh nghiệp của chúng ta, để mọi người gắn bó hơn trong một cái không gian khác với công việc hàng ngày. Thì cái trí sáng tạo, cái khả năng mà gắn bó và gia tăng cái trí tuệ bên ngoài không gian bình thường của văn phòng đó, nó sẽ tăng lên. Nhưng chúng ta phải có những cái quy chuẩn hết sức rõ ràng về việc sử dụng thời gian như vậy. Và những người nào đã điều hành những doanh nghiệp lớn, đã biết cái điều phối cái thời gian biểu của mình, sắp đặt công việc của mình trước, thậm chí hàng năm như vậy đó, thì luôn luôn là những người có thêm nhiều thời gian để có thể làm được nhiều việc khác hơn ngoài công việc mà mình đang làm. Thì như vậy đó, quay trở lại cái chuyện họp đó, thì chỉ những người phải giải quyết cái công việc trong cuộc họp đó mới là người nên có mặt. Và chúng ta đừng trao đi đổi lại để cố gắng làm tốt thêm một chút xíu thôi, nhưng mà gây mất quá nhiều thời gian, hoặc là tranh cãi nhau những vấn đề không phải là cốt lõi cho cái buổi họp đó. Chúng ta có thể bị coi là một chút độc tài, nhưng đó là cái cách mà chúng ta tạo ra cái hiệu quả nhanh chóng trong doanh nghiệp. Đừng quá mất thời gian vào họp, quý vị ạ. Ở trong câu này có hai vấn đề. Khi mà bước vào một doanh nghiệp nào đó mà thấy cái ông sếp công ty, sếp phòng ban, sếp bộ phận cũng được, mà ngồi bệ vệ như mà ông quan để được người khác xung quanh phục vụ, thì tôi sẽ không muốn hợp tác với doanh nghiệp đó. Khi thấy một ông tổng giám đốc, một vị làm CEO của một doanh nghiệp, dù lớn cỡ nào cũng vậy, đi phải có người xách giỏ, phải có trợ lý lo hết mọi chuyện, tôi cũng sẽ không làm việc như doanh nghiệp như vậy bao giờ cả. Người làm CEO, người đứng đầu doanh nghiệp, lo cho đội ngũ của mình, chứ không phải dùng đội ngũ của mình để tôn vinh cái vai, cái vị trí của mình, và bắt mọi người phải phục vụ, phải hầu hạ mình. Không có chuyện đó. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ nên có cái cách nghĩ như thế này. Ít nhất là trong ban giám đốc của từng công ty, thường quý vị sẽ cử anh giám đốc tài chính tham gia vào ban giám đốc. Anh giám đốc tài chính có thể 10, 20, 30 nhân viên bên dưới của mình. Quý vị sẽ cử anh giám đốc nhà máy phụ trách về sản xuất nằm trong ban giám đốc của mình. Quý vị có thể sẽ đưa anh giám đốc về nghiên cứu và phát triển vào ban giám đốc của mình, hay là anh giám đốc về bán hàng, về phát triển kinh doanh vào ban giám đốc của mình. Khi những người đó tham gia vào ban giám đốc của công ty, thì người đó đang đại diện cho công ty tại bộ phận mà mình quản lý, chứ không đại diện cho bộ phận mà mình đang quản lý trong ban giám đốc công ty. Hai vai này khác nhau, quý vị nha. Từng thành viên của ban giám đốc đại diện cho công ty nơi họ đang quản lý, chứ không phải là ngược lại. Bởi vì khi họ suy nghĩ bằng cái tầm nhìn rộng của một người đang đại diện cho công ty, thì họ lo cho cái chung của công ty, họ tính toán đến chuyện làm lợi cho cả công ty. Còn khi họ chỉ nghĩ đến cái vai là đang đại diện cho bộ phận tài chính, cho nhà máy,
cho R&D hay cho kinh doanh, thì họ chỉ đang đại diện cho lợi ích của bộ phận mà họ đang quản lý trong ban giám đốc của công ty thôi. Cách nghĩ như vậy sẽ làm cái tầm nhìn họ hẹp lại và không đóng góp vào cho sự phát triển chung của cả công ty một cách hiệu quả hơn. Tách rõ góc nhìn này trong từng thành viên trong ban giám đốc. Và tôi mong là việc này, những vị đứng đầu doanh nghiệp luôn ghi nhớ để tạo ra cách nghĩ chung đó trong toàn bộ ban giám đốc của mình. Quý vị là giúp tôi đọc chậm cái câu này. Quý vị đi ăn cơm với một đồng nghiệp là tổng giám đốc một công ty nào đó. Người đó có thể khoe là bên tao mới triển khai ERP xong, bây giờ mọi chuyện tốt lắm. Thì đương nhiên nếu mà trao đổi với nhau ở cấp độ giữa hai tổng giám đốc với nhau, thì sẽ hỏi là anh sử dụng ERP của ai, ai là người tư vấn cho anh tốn bao nhiêu chi phí, anh triển khai trong thời gian bao lâu, và từ cái việc ứng dụng ERP như vậy anh nâng được năng suất của công ty anh lên ở mức nào. Cũng vậy, khi mà một anh nào đó khoe với quý vị là bên tao bây giờ chuyển qua sản xuất bằng Lean rồi, và từ cái Lean đó tao giảm được giá thành sản xuất của tao được 3%, thì cũng có thể hỏi tương tự là ai tư vấn cho anh triển khai mất bao lâu, chi phí bao nhiêu để anh giảm được giá thành 3% đó. Nhưng đó là vai của những người nắm chính sách thôi. Còn khi mời chuyên gia đó về làm tư vấn cho mình thì không phải là những vị tổng giám đốc đó, không phải là những người đứng đầu đó, bởi vì họ không phải là chuyên gia. Họ đi nói cái mà lính của họ làm chứ không phải họ làm. Và như vậy thì chúng ta phải chọn được đúng ai là người làm công việc trực tiếp tạo ra giá trị đó, trở thành thầy của chúng ta, trở thành cố vấn của chúng ta. Chứ không vì cái vị thế, cái vai hay cái chức danh của họ đang mang mà rinh thật nhiều cố vấn có cái tên thật là to, có cái vị trí thật là lớn về làm cố vấn chúng ta, bởi họ biết chung chung chứ họ không biết chi tiết. Hết sức cẩn trọng khi chọn chuyên gia quý vị nha. Quý vị nào mà có chơi thể thao, dễ nhất là chạy bộ chẳng hạn, thì sẽ để ý là mình chạy một mình chạy với tốc độ rất là thấp. Hoặc là mình chạy nhanh một chút thì mình sẽ bị tuột sức và mình đi bộ. Còn khi mình có đồng đội, mình dìu nhau, mình đẩy được tốc độ mình lên tốt hơn nhiều. Một đội ngũ mà do một người quyết liệt dẫn dắt thì có thể đẩy cả tốc độ của đội ngũ đó lên cao hơn, thậm chí gấp 5 lần tốc độ bình thường của một cá nhân. Đương nhiên chúng ta phải cân nhắc cái mốc nào là cái mốc đến mức giới hạn để làm cho đội ngũ nó vẫn có sức tiếp tục hoạt động đều hàng ngày. Nhưng mà nếu chúng ta không dẫn dắt tốc độ trong đội ngũ chúng ta không phải là người có thể kéo được đội ngũ chạy với một tốc độ cao hơn đó, thì chắc chắn là chúng ta không thể phát triển nhanh bằng những doanh nghiệp có một người lãnh đạo sẵn sàng dẫn dắt đội ngũ của mình đi với tốc độ cao hơn. Vai đó cũng chính là vai của chúng ta, vai của người lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp, vai của một nhà quản trị tốt. Chúng ta đi với tốc độ nào thì đội ngũ sau lưng của chúng ta sẽ đi với tốc độ đó. Cho nên có thể thấy ngoài thị trường đó, có những doanh nghiệp tăng trưởng được 20, 30, thậm chí 40, 50%. Nhưng cũng có những doanh nghiệp chỉ tăng trưởng 1, 2, 3%. Tuy nhiên chúng ta so sánh là cùng ngành nghề, cùng mức vốn, cùng nguồn lực, thì chúng ta mới thấy sự khác biệt với nhau giữa những người có thể đi nhanh hơn và những người chậm hơn. Và nếu như quý vị không thể dẫn dắt đội ngũ của mình đi với tốc độ nhanh đều, thì cũng có nghĩa là chúng ta đang sẵn sàng bị bỏ lại phía sau. Nhớ nha, chúng ta luôn có thể đẩy đội ngũ của mình đi với tốc độ ít nhất là 2 lần tốc độ đang có. Đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Chuyện này chúng ta đã nói rồi. Đừng cố gắng cái gì cũng đồng thuận tuyệt đối 100%. Chuyện đó không hề xảy ra. Tôi thích những cuộc họp mà sẽ gây tranh cãi giữa hai nhóm với nhau, hai phương án khác nhau. Chứ tôi không thích là một cuộc họp mà chúng ta thấy vấn đề nào chúng ta đưa ra cũng sẽ được gật đầu 100% hết. Như vậy thì không cần họp.
Nhưng cái việc này không có nghĩa là khi chúng ta đã đưa ra quyết định rồi mà cả cái đội ngũ tham gia đó không quyết liệt triển khai quyết định. Phải tranh cãi, phải đấu tới cùng cho hết lý lẽ. Nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì tất cả mọi người đều có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện. Không có nhà lãnh đạo hoàn hảo, không có kế hoạch hoàn hảo, không có công ty hoàn hảo. Chúng ta luôn coi hoàn hảo là mục đích cuối cùng, nhưng chúng ta không cần phải hoàn hảo, bởi vì chúng ta luôn luôn có thể tiến bộ hơn mỗi ngày, chúng ta luôn luôn có thể làm tốt hơn ngày hôm qua, và nếu chúng ta đã làm được tốt rồi, thì chúng ta có thể làm tốt hơn, và như vậy là đủ. Khi chúng ta mang tính cầu toàn tuyệt đối, thì chúng ta đang làm chậm lại bộ máy của mình. Chúng ta không cần sự hoàn hảo đó. Chúng ta cần sự tốt nhưng mà nhanh, liên tục phát triển. Mỗi nhà lãnh đạo đều phải ghi rất rõ trong đầu mình là mục tiêu của việc điều hành doanh nghiệp là tăng trưởng. Không tăng trưởng, chúng ta không tạo ra cơ hội cho những cái thế hệ đi sau có cái không gian để phát triển. Không tăng trưởng, chúng ta không lo được quyền lợi của cổ đông và cho người lao động. Không tăng trưởng, chúng ta đang không làm quản trị. Đơn giản là như vậy. Chúng ta đã nói chuyện này rồi. Tôi có những người bạn đó, khi khởi nghiệp đó, thì họ rất là dễ thương. Họ có thể lắng nghe, chịu đựng hết tất cả những lời mỉa mai, châm chọc một cách rất dễ dàng. Khi họ thành công được một chút xíu, gặp lại nhau, có thể chỉ cần một câu chọc vui chúng ta thôi, cũng làm họ nổi nóng lên. Bởi vì cùng với sự thành công của họ, họ đẩy cái tôi trong người họ lên quá cao. Và nói lại, một khi chúng ta để cái tôi dẫn dắt hành động của chúng ta, là chúng ta đang thụt lùi. Nếu quý vị điều hành doanh nghiệp 10 tỷ, rồi lên 100 tỷ, lên 1.000 tỷ, lên 10.000 tỷ, quý vị vẫn tiếp tục nhận được những cái lời chỉ trích, châm chọc của tất cả mọi người xung quanh một cách hết sức thoải mái, một cách rất nhẹ nhàng, thì quý vị còn cơ may phát triển tiếp. Còn quý vị thấy là mình là trở thành người thành công rồi, mình có tiếng trong xã hội rồi, mình đang đều điều hành được một doanh nghiệp tốt như thế này rồi, mà cái thằng đó nó dám nói với mình câu như vậy, thì chúng ta đang đẩy cái tôi của mình lên chứ gì nữa. Khi đó chúng ta lại làm mất cái vai chúng ta. Và khi chúng ta nổi giận, cũng có nghĩa là chúng ta đang tạo ra một môi trường, một cái vùng năng lượng tiêu cực xung quanh chúng ta. Điều đó chỉ có hại chúng ta thôi. Tôi nói vui điều này để quý vị có thể nắm thêm là cái năng lượng tiêu cực đó, nó ảnh hưởng đến tinh thần, đến sức khỏe của chúng ta như thế nào. Chúng tôi có một cái nhà máy ở ngoài Nha Trang. Chúng tôi cố gắng sản xuất một cái sản phẩm tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên 100% từ trái cây Việt Nam. Để từ đó, cái enzyme mà chúng tôi thu được đó, là quay lại phục vụ cho sức khỏe con người. Cùng nhà máy, cùng thiết bị, cùng nguyên liệu, cùng môi trường sản xuất, cùng quy trình. Mà trong giai đoạn ban đầu đó, có mẻ chúng tôi làm thành công, có mẻ hư. Sau này chúng tôi mới phát hiện ra, người công nhân của chúng tôi đi vào nhà máy, mà họ đang những chuyện buồn bực của nhà của họ đem vào nhà máy đó, họ đụng tới nguyên liệu, họ đụng tới quy trình sản xuất đó, thì vô tình cái năng lượng tiêu cực mà họ mang tới, nó làm hư cái mẻ đó. Và chúng tôi buộc phải xử lý bằng cách là cho công nhân trước khi vào nhà máy phải ngồi thiền. Ai tỉnh, thanh thản vào làm việc, ai không kìm được cảm xúc của mình, mời về vẫn trả lương đủ. Và từ đó không có mẻ nào hư cả. Do vậy mà nếu mà ở đây các anh chàng mà về nhà mà thấy cô vợ của mình đang bực bội, giận dỗi mà nấu cơm thì xin đừng ăn, đó là thuốc độc. Thì chúng ta không nên vì cái tôi của mình mang lại cái năng lượng tiêu cực trong môi trường xung quanh. Và chúng ta càng đẩy cái tôi của chúng ta lên cao, thì chúng ta càng ít không gian trong lòng của chúng ta để tiếp cận cái mới, để chúng ta có thể học hỏi thêm lên.
Bây giờ tất cả quý vị nở nụ cười với tôi xem nào. Vì có thể là tự nhiên cái môi trường, cái vùng năng lượng của chúng ta nó tốt hơn nhiều không? Khán phòng này tôi được biết là hơn 800 người đang có mặt. Bao nhiêu phần trăm quý vị đang có tham gia một môn thể thao nào đó, giơ tay lên với. Cảm ơn quý vị. Tôi đoán đâu được khoảng 50% thôi. Thế 50% còn lại làm gì ạ? Có thêm một người bạn nữa quý vị nha. Phải chơi thể thao. Và thể thao ngày hôm nay là gắn tới dinh dưỡng. Đây là một chủ đề khác mà lúc nào đó thật là thú vị, chúng ta có thể chia sẻ tiếp. Để những người làm doanh nhân như chúng ta, bộn bề công việc như chúng ta, vẫn có thể đặt mục tiêu sống vượt 100 tuổi, hết sức khỏe mạnh. Tôi là thành viên của một tổ chức lớn ở thế giới mà họ chuyên làm biohacking, nghĩa là làm thay đổi cái trạng thái của cơ thể đó bằng cái yếu tố sinh học. Và cái nhóm này đang đặt mục tiêu là sống khỏe mạnh đến 180 tuổi. 180 tuổi. Trước hết là chúng ta vui vẻ, nhẹ nhàng, cười, tạo ra năng lượng tích cực đã. Và có rất nhiều cách để tôi bảo đảm là ở những cái tuổi mà nếu quý vị nào mà đang khỏe mạnh mà đang dưới 60 tuổi của ngày hôm nay, thì công nghệ của thế giới của ngày hôm nay thôi, chưa tính gì tới tương lai hết, bảo đảm nếu quý vị tuân thủ và thực hiện tốt á, hết sức kỷ luật, cái việc sống quá 100 tuổi, khỏe mạnh nha, quá 100 tuổi là chuyện bình thường. Tôi sẽ không giải thích thêm về câu này. Tôi muốn quý vị dành 30 giây để đọc thật chậm, thật kỹ câu này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi.